1 đã bắt đầu. Ông Trần Công Bắn, cựu tuyển thủ quốc gia, huấn luyện viên trưởng của Bima Đà Nẵng là ông Lê Đình Kháng, cũng là cha ruột của cầu thủ Lê Đình Bảo. 1-0 cho Sacombank, bàn thắng đến rất sớm. Niềm vui đã đến với đội bóng áo xanh ra trời. Người ghi bàn chính là Hồ Ngọc Lĩnh, tuyển thủ bóng đá bãi biển. Một pha cài qua người và giữ vé dự Bima League lần này. Ngọc Lĩnh đã chơi rất hay ở vòng playoff 16 đội và giúp cho Sa Cơ Đình Bảo và Ngọc Huy. Diệp Thiến rất nguy hiểm. Đặc biệt ở Bima Đà Nẵng là có hai thế hệ cha và con cùng sinh hoạt trong một đội bóng. Đình Bảo là cầu thủ và cha của anh là Lê, ông Lê Đình Kháng. Chiến Messi đã dỡ hòa 1-1 cho Bima Đà Nẵng. Cú đá chân rất nhanh của cầu thủ nhỏ con, cầu thủ nhỏ nhất trên sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa mới bàn thắng giữa hai đội đầu. Điểm Messi đã lao vào rất nhanh, đến phạm lỗi rồi, Văn Mèo đã phạm lỗi. Văn Nhị, cú sút đập vào người của Văn Mèo. Và hậu của Hà Cầu có sự tăng cường của các hào thủ đứng ở trong vòng cấm. Cú xa rất tốt, cú sút tuyệt vời. Ngọc Lĩnh rất hay. Hai một cho Sacombank, lại là Ngọc Lĩnh. Một pha không chế ngực và thành người dứt điểm rất đẳng cấp. Ngọc Lĩnh đã có cú đúp. Ngọc Lâm đã gỡ hòa cho Bima Đà Nẵng. Ở lần phút thứ hai, Ngọc Lâm đã thành công. Lần đầu tiên bóng không qua hàng rào. Liên tiếp hai cú đá bằng chân trái của Ngọc Lâm. Đẹp mắt. Trận đấu của Nguyễn Ni. Đưa bóng vào rất tốt. Văn Nhi không vào. Tấn Vịnh, Văn Nhi. Văn Nhi sở trường và cánh phải. Hết giờ. Hai đội chia điểm để trận hòa duy nhất của vòng 1. Hai lần Sacombank dẫn trước với cú đúp của Ngọc Lĩnh. Thì hai lần Bima Đà Nẵng gỡ hòa với những bàn thắng của Chiến Messi và Lâm Trần. Trận đấu cân bằng hấp dẫn.